Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư điện tử ở trong đầu tuần. Và trong tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật về những cái tình huống tiếp theo để mà có thể là trading đối với Bitcoin nha anh chị nhé. Thì đến thời điểm này chúng ta thấy rằng Bitcoin đã có những cái pha rơi giá rất là kinh nha anh chị, từ 49.000 về tới cái ngưỡng là 41.300, tức là nó đã rơi hơn 15%, gần 16% về giá cả. Và trước đó thì chúng ta cũng đang lo từ cái ngưỡng là khoảng monthly close là 45.600, và cũng như là ở cái khúc daily close này 46.000 thì chúng ta có lo lên. Thì trong thời gian vừa qua chúng ta vẫn có lãi nha anh chị. Thì trước đó khi mà em cập nhật cho anh chị thấy là chúng ta có một cái tin tức là Bitcoin ETF vừa mở bán thì đạt được trong một phút là đạt được 1 tỷ đô, nhưng mà giá thì bị đập về. Và khúc này thì em có kêu anh chị là nên chốt bớt và giữ SL dương. Em cập nhật liên tục ở trên Telegram vào cái ngày hôm đó nha anh chị nha. Và chúng ta thấy là gì ạ chị, khúc này á lòng người khó đoán đúng không chị. Em nó mở short ra và sell the news ha chị ha, sell the news đã diễn ra ở trong thời gian vừa qua. Và liệu rằng là trong thời gian tới Bitcoin còn có thể tăng cao hơn, xa hơn hay không, thì đối với em á, em nghĩ rằng là cái vùng đỉnh giá ở cái cú tăng từ cuối năm ngoái đến giờ hiện tại đây là cái vùng đỉnh giá nha anh chị nhé. Và đối với một cái pha giảm giá mạnh như thế này á, một cái pha giảm giá mạnh như thế này thì chúng ta có thể thấy rằng là cái lực tăng của Bitcoin đang bị suy yếu và cái lòng tham hiện tại nó cũng đã giảm dần đi. Nếu như chúng ta search về Fear and Greed Index đúng không anh chị, đây Fear and Greed Index đối với lại Bitcoin, chúng ta có thể thấy rằng là khi mà Bitcoin ETF là trong tuần trước ha là đang nằm ở mức 71, thì trong cái tuần này thì nó đã về mức 52, tức là mọi người bắt đầu chuyển từ cái trạng thái là tham lam. Khi mọi người thấy một cái pha bán 10+% như vậy, mọi người chuyển từ tham lam mà sang cái neutral, có nghĩa là đang gọi như là cân bằng, không tham mà cũng không có sợ hãi anh chị. Nhưng mà đối với em trong thời gian tới cái vấn đề này nó vẫn còn sẽ giảm xuống và Bitcoin có thể sợ hãi thêm nữa nha anh chị nha. Bởi vì là khi mà chúng ta nhìn về một cái lực bán như vậy á, trong một cái tin tức rất là lớn như vậy, chúng ta phải hiểu rằng là cái phe, thứ nhất là cái phe những cái người mà chúng ta đã nói khá là nhiều, là từ cái lúc mà người ta mua tin đồn ha chị, 29-30.000 đô, họ mua tin đồn và họ đẩy giá lên, thì khi tin tức ra mua tin đồn bán tin tức, thì khi tin tức ra thì giá bị đẹp xuống là đúng, là một cái chúng ta đã dự phòng khá là tốt từ trước đó. Nhưng mà trong lần này chúng ta không đạt đến cái ngưỡng 50.000 đô, chỉ còn một ca giá nữa thì không đạt đến được nha chị. Rất là nhiều người chờ ở cái vùng 50.000 đô này nhưng mà vẫn không được. Nhưng mà nói chung là trong trading thì chúng ta cần phải gọi như là nhạy bén hơn, và chúng ta đã chốt lời được một phần, giờ được SL dương thì chúng ta đã an toàn rồi. Thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp đến cái vấn đề là trading như thế nào và liệu trong thời gian tới thì Bitcoin sẽ ra sao nha anh chị ha. Thì trước khi chúng ta nói đến những cái lệnh trading thì anh chị lưu ý rằng là những cái nội dung mà tụi em truyền tải đến anh chị về trading long, short, buy hay sell ấy, thì anh chị phải hiểu rằng bởi vì thị trường tài chính này nó rất là tiềm tàng về rủi ro, và đặc biệt crypto thì cái biên độ dao động giá nó càng lớn nữa, cho nên là khi anh chị xem thì anh chị chỉ nên tham khảo thôi. Và nếu thấy hợp với mình thì anh chị có thể theo những cái lệnh mà em sẽ phân tích ở trong thời gian tới. Và để mà trong thời gian tới anh chị có thể trading cùng team ha, anh chị có thể là xem qua sàn giao dịch CoinS. Thì đến thời điểm này CoinS đã có những cái sản phẩm và dịch vụ rất là tốt dành cho người dùng, và cũng như là những cái chế độ bảo mật cũng đã được nâng cấp dần lên. Và nếu như anh chị muốn đầu tư về Bitcoin và cũng như là đầu tư về những cái đồng altcoin khác ở trong thời gian tới để DCA á, nếu mà giá có giảm thì anh chị có thể là xem qua những cái chiến lược giao dịch ở trên CoinS ha. Anh chị có thể là tạo ra một kế hoạch đầu tư tự động, nghĩa là nó sẽ mua theo ngày, theo giờ, theo tháng, anh chị rất là đơn giản luôn. Anh chị không cần phải vào app quá nhiều mà anh chị cần nạp tiền vào và nó sẽ tự động mua cho anh chị ha. Và ngoài ra nữa thì anh chị có thể là sử dụng một cái spot grid, là anh chị tạo một con bot để nó ăn cái phần chênh lệch giá. Khi thị trường nó biến động giá thì anh chị có thể là sử dụng con bot để nó tự động giao dịch cho mình, nó cũng khá là hay luôn. Và để sử dụng những cái tính năng này ở trên CoinS và cũng như là trading đầu tư trên CoinS trong thời gian tới thì anh chị đừng quên là có thể là ủng hộ team bằng cách là click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này nhé. Và bây giờ chúng ta hãy nói đến những cái trường hợp tiếp theo đối với Bitcoin. Thì ở trong từ ngày hôm qua đến giờ, từ tối ngày hôm qua đến giờ thì em cũng có nói về một cái vấn đề là chúng ta có thể là tìm kiếm một cái lệnh long nếu như giá của Bitcoin đóng lên trên 43.130 đô la, thì có thể là scat long lên, có nghĩa là đánh ngắn long lên thôi, SL tầm 10%. Thì cái vấn đề này nó vẫn được giữ, cái quan điểm của em vẫn được giữ ở đây ha, là chúng ta có thể long ngắn lên ở trong thời gian tới. Bởi vì là thứ nhất nha anh chị, chúng ta đã được đỡ giá ở đai lực lực, như chị thấy ngày hôm qua thì cũng có một cái pha rơi xuống quét thanh lý và sau đó vòng lên trên đó, thì thứ nhất là vẫn đang được đỡ giá. Thứ hai, nếu như anh chị nhìn về cái dữ liệu về liquidation heatmap ha, bản đồ thanh lý của Bitcoin, anh chị thấy là ở khung một tuần này
Ngày hôm qua giá đã rơi xuống ở cái ngưỡng là khoảng 42.000 mốc, và sau đó là anh chị thấy nguyên một cái cụm long rất là lớn từ cái điểm là khoảng 42.000 năm cho đến là 42.000 mốc, thì nó đã quét xong những cái lệnh long gần nhất ha. Những anh em nào đang gọi như là long lớn, những cái lệnh long lớn ở đây không cài SL và cũng như là thêm đồng bảy quá cao á, thì nó quét xuống, và sau đó thì anh chị thấy là ngay lập tức là market nó đẩy giá lên ngược trở lại lên trên cái ngưỡng là 42.200, tức là lệnh long đã quét xong rồi và chúng ta có thể là trông chờ quét những cái lệnh short, bởi vì là lệnh short ở thời điểm này cực kỳ nhiều nha anh chị, cực kỳ nhiều luôn. Nó bắt đầu xuất phát từ 43.000 mốt đổ lên tới 46.000 đô. Rất là nhiều những cái lệnh short đang trực chờ cho nó và mang cái maker thì anh chị thấy những cái câu chuyện vừa qua nó chị nó quét cả long, nó quét cả short, đây giống như cái câu chuyện này nó quét short, nó quét long xong nó đẩy lên nó quét short, xong nó lại đẩy xuống nó quét long, thì anh chị thấy thì market nó luôn luôn là thằng đứng giữa và nó sẽ ăn cái phần thanh lý của hai đầu nha chị nha, nó sẽ ăn thanh lý ở hai đầu, cho nên là ở trong cái trường hợp này khi em đã thấy cái dấu hiệu là nó đã quét những cái lệnh long rồi thì em thấy rồi là cái tỷ lệ nó quét những cái lệnh short nó vẫn sẽ có, và anh chị hoàn toàn có thể scalping ha, anh chị hoàn toàn có thể scalping đánh ngắn thôi đó, và SL cũng ngắn thôi đó. Thì ở đây ví dụ như là chúng ta thấy là chúng ta đang có cái vùng kháng cự là khoảng 43.000 mốt như anh chị thấy ha, đây em sẽ nốt lại luôn cho anh chị dễ nhìn. Chúng ta có một cái điểm kháng cự ở đây và anh chị thấy là nó có những cái sự giằng co khá là nhiều từ 43.000 mốt cho đến là khoảng 43.200, và nếu như giá ở trong thời gian tới mà nó đóng lên trên nha chị, đóng lên trên 43.000 mốt này thì anh chị có thể là tìm kiếm một cơ hội để bước vào một cái lệnh long ngắn. Thì đây em sẽ set up cho anh chị để anh chị có thể là theo dõi và tham khảo ha. Đó thì SL thì anh chị để khoảng ở ngay cái điểm mà khoảng là 42.000 năm này thôi, SL khoảng 42.000 năm. Thì cái entry thì anh chị để trên 43.000 mốt, nếu giá, anh chị phải hiểu chữ nếu nha, giá đóng lên trên đây thì anh chị có thể là vào một cái lệnh long ngắn. Và cái TP thì nó sẽ đến đâu anh chị? Cái TP cũng là cái điểm quan trọng anh chị. Có SL rồi, có ấy rồi thì chúng ta tìm đến cái phần TP, thì anh chị có thể là sử dụng Fibonacci thoái lui, kéo từ vùng đỉnh xuống tới cái vùng râu ở dưới đáy này. Em sẽ lấy cả râu nha chị, em sẽ lấy cả râu. Thì anh chị có thể quan sát rất rõ ở đây là chúng ta sẽ có cái điểm là 0.5, 0.618, tức là nó rơi tầm 45 cho đến là 46.000 đô đó. Thì đây sẽ là những cái điểm TP cao nhất để anh chị đánh ngắn ở trong cái lệnh long này, tại vì em thấy được rằng là với một cái phiên trượt giá rất là mạnh như thế này và với một cái cú hồi lên á, mà nếu như mà volume, cái quan trọng nữa là volume, nếu trong thời gian đó anh chị thấy volume nó nhỏ thì cái tỷ lệ là lên trên này nó sẽ rơi xuống tiếp. Lên trên đó nó sẽ rơi xuống tiếp là rất là cao, cho nên là đây là một cái lệnh long ngắn thôi nha anh chị nhé. Và kèm không chỉ là 0.5, 0.618, không chỉ là daily low, monthly low, những cái vùng kháng cự quan trọng á, thì khi anh chị sử dụng ngoài cái fixed range volume profile này, anh chị kéo từ thời điểm hiện tại dây ngang ra cái thời điểm bắt đầu sideways, anh chị có thể thấy rất là rõ là chúng ta cũng sẽ có thêm một cái điểm nữa là POC và cũng như là VAH ở cái mốc giá là khoảng 43.600 cho đến là 44.200. Thì nếu như giá nó chạy ha, anh chị vào được lệnh long thì cái điểm TP đầu tiên sẽ là cái điểm này 44.200 nha chị nha, là cái điểm TP đầu tiên. Và nếu như nó claim lại ha, nó gọi như là nó xác nhận lại là nó phá ra một lần nữa để nó test lên những kháng cự cao hơn, thì đây ở trên 45 đến 46.000 sẽ là cái mốc TP thứ hai. Thì đây là về cái lệnh long để anh chị có thể tham khảo được anh chị ha. Đó, về một cái lệnh long để anh chị theo dõi và những cái setup của em thì anh chị có thể tham khảo thôi. Anh chị lưu ý là chỉ tham khảo thôi nha, bởi vì là cái lệnh long này rất là rủi ro. Nhưng mà nếu chúng ta bật thêm, anh chị hãy hiểu nha, chúng ta bật thêm cái cluster rồi. Khi mà chúng ta đã trading với cái chỉ báo này trong nhiều năm vừa qua thì anh chị thấy rằng là hiện giờ nó vẫn đang có những cái chỉ số rất là đúng, giống như cái đợt giảm vừa qua ha. Đợt giảm vừa qua khi giá cái chỉ báo cluster nó đẩy lên á, nó đến cái ngưỡng quá mua, anh chị thấy là nó cũng tạo ra một cái cú hích và sau đó rơi mạnh xuống. Và khi mà nó đã đến cái ngưỡng quá bán rồi thì chúng ta sẽ xem xét chúng ta có cơ hội để ta long lên một cái lệnh long ngắn lên. Và khi mà nó đến cái vùng quá mua này một lần nữa thì nếu mà nó nằm ở trên cái ngưỡng kháng cự này, chúng ta có thể là cần một lệnh short. Đây là một cái lệnh, đây là hai cái lệnh kép em sẽ đưa ra cho anh chị để anh chị tham khảo và trading ở trong thời gian tới nha. Đây, hai cái lệnh kép luôn, thì trong thời gian tới hãy đợi đã. Thì bây giờ cứ đợi đã, cái lệnh short nó chưa được kích hoạt đâu. Hãy đợi lúc nào lệnh long của chúng ta nó chạy được lên trên này á, thì em sẽ bắt đầu em phân tích và cập nhật video tiếp theo về cái điểm short này. Nhưng mà cơ bản là chúng ta sẽ cần để short ở cái điểm là khoảng 45 cho đến 46.000 đô để tiếp tục vào một cái đà short rơi mạnh xuống dưới nha anh chị nha. Thì trong thời gian tới em sẽ cập nhật cho anh chị sâu về cái lệnh short này. Còn ở thời điểm hiện tại thì anh chị cứ theo dõi về cái lệnh long ở 43.130 đô la.
xem thử nó ok thì mình sẽ bước vào một cái lịch long. Và kèm thêm những cái thông tin liên quan đến những cái lịch long thì em cũng muốn cập nhật một tí về một cái trạng ở trên Coclass á. Thì đây là tổng hợp đồng mở ha. Đồng mở có nghĩa là những cái open interest là những cái người nào mở long, mở short, nó sẽ thể hiện ở trên này cho anh chị để anh chị có thể tham khảo. Ở thời điểm này chúng ta cũng đang quay trở lại cái ngưỡng là 18 tỷ 3. Trước đó thì chúng ta boom lên là 21 tỷ ha anh chị ha, boom lên 21 tỷ, và thời điểm này chúng ta đang nằm ở hỗ trợ nha anh chị. Đối với lại cái hợp đồng mở thì cái tỷ lệ nhóm người bước vào đây để kích hoạt những cái lệnh long nó sẽ có và cái tỷ lệ cái lệnh long ngắn này nó vẫn có thể là chạy được. Bởi vậy là em mới kêu anh chị ở trên Telegram là hãy theo dõi về cái mốc giá đó để xem những phản ứng, và chúng ta sẽ bước vào một cái lệnh long ở trong thời gian tới. Và kèm theo đó nữa thì khi nhìn lại hit map thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái tỷ lệ nó quét lên những cái phần cao hơn, phần giá cao hơn, lấy đi những cái lệnh short nó vẫn còn, cho nên là cái tỷ lệ chúng ta vẫn có thể là long ngắn lên được nha anh chị nhá. Rồi thì về cái góc nhìn trading ở trong ngắn hạn thì em đã chỉ ra cho anh chị về những cái phương án để anh chị có thể trading được. Và bây giờ chúng ta nên nói một tí về cái góc nhìn nó rộng hơn nha anh chị, nói về góc nhìn nó rộng hơn một tí. Thì ở cái chart này, đây là cái chart ở khung tuần nha anh chị nha, em vẫn theo dõi cái chart này trong suốt thời gian vừa qua với anh chị. Thì anh chị thấy rằng là gì ạ? Chúng ta vẫn đang coi như là từ chối ở quanh cái ngưỡng kháng cự này, và đặc biệt một điều là chúng ta có một cái cây nến pin bàn anh chị, cây nến đóng nến tuần trong thời gian vừa qua nó đóng lại là một cây nến pin bàn. Và khi mà chúng ta thấy những cái cây nến pin bàn này thì tức là sao anh chị? Cái tỷ lệ mà nó điều chỉnh rất là cao. Cái tỷ lệ nó điều chỉnh rất là cao. Và kèm theo đó nhìn vào cluster thì chúng ta theo dõi này rất lâu, rất lâu rồi anh chị. Nó đến ngưỡng quả mua và bây giờ bắt đầu là nó đang vòng xuống bên. Khi nó xuất hiện cây nến doji này, đảo chiều này thì bắt đầu nó đang quay trở lại ha. Gọi như là quay trở lại cái bên nó và có thể là di chuyển xuống sâu hơn. Và trong thời gian tới thì cơ hội để gom hàng đối với Bitcoin thì em thấy là vẫn có. Và kể cả là Ancoin là vẫn có. Vẫn có nha anh chị nha, cho nên là chúng ta có thể là xem xét về những cái sự điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ gần nhất ở đây. Thì nó có thể là về từ 35.000, tức là cái điểm mà nó đã có những cái sự giằng co ở đây trước này, rồi nó về tới 32.000. Còn nếu như cái tình huống xấu hơn thì chúng ta sẽ cập nhật tiếp ở trong thời gian tới. Nhưng mà về cơ bản á, là em thấy cái tỷ lệ điều chỉnh nó đang rất cao. Đang rất cao với cái nến doji này, một cái nến đảo chiều. Khi mà chúng ta nhìn về nến đó thì thường cái tỷ lệ nó cũng chính xác khá là cao, cho nên là chúng ta cũng không thể nào bỏ qua những cái tình huống là để có những cái nến báo hiệu sự đảo chiều về giá cả rồi nha. Đó thì đó là về khung tuần ở thời điểm này. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở nhiều góc nhìn khung tuần hơn, rất nhiều lần đúng không anh chị, chỉ báo cluster chúng ta và cũng như là nó đã báo hiệu những cái vùng đỉnh khá là tốt. Đây, như lần này là khi mà giá nó đang nằm ở ngưỡng là khoảng 59-60.000 đô, 59-60.000 đô là chúng ta điều chỉnh xuống. Anh chị thấy là cũng từ quá mùa điều chỉnh xuống, hồi lên đến quá mùa 69.000 đô điều chỉnh xuống đúng không anh chị. Thời gian vừa qua ở cái ngưỡng là khoảng 31.000 đô này chúng ta điều chỉnh về là ngưỡng 25.000, đúng không anh chị, điều chỉnh về 25.000 thì chúng ta cũng từ quá mùa điều chỉnh về, và lần này chúng ta tăng lên đó. Và anh chị thấy rằng là cũng đã có những cái dấu hiệu báo đỉnh rồi, thì ở trong thời gian tới thì em nghĩ rằng là cái sự điều chỉnh nó sẽ càng có thể là cao hơn ha anh chị ha, cái sự điều chỉnh nó sẽ cao hơn, cho nên là hãy cẩn trọng, hãy thật là cẩn trọng. Và đối với lại USDT Dominant thì em sẽ cập nhật nhanh một tí. Về USDT Dominant thì anh chị thấy rằng là chúng ta đã có một cây, hai cây, ba cây nến màu xanh ở đây phản ứng giá với lại cái đường trên là như thế này. Chúng ta đã có những cái sự phản ứng giá, và trong tuần này có thể là nó vẫn dao động. Nó vẫn có thể là dao động. Những cái lần trước thì anh chị thấy là rất là nhiều lần chúng ta test ở đây, chúng ta dao động mãi nó mới tăng lên. Rất nhiều tuần nha chị, rất nhiều tuần dao động ở đây mãi nó mới tăng lên. Đó thì khi mà USDT Dominant trong thời gian tới mà nó tiếp tục phục hồi lên thì những cái mốc như là 35.000 trước đây chúng ta xác định là nếu như mà thằng USDT Dominant này nó về cái ngưỡng là khoảng 6.5% là giá Bitcoin sẽ là 35.000. Nếu như USDT Dominant này nó về tới ngưỡng là khoảng 7% là Bitcoin nó sẽ nằm ở cái mức là 25.000, thì chúng ta hãy xem xét về cái chart USDT Dominant này nữa để xem thử rằng là ở trong thị trường hiện tại họ đang muốn lấy tiền lưu chuyển dòng tiền như thế nào. Nếu như họ bán Bitcoin, họ bán Ancoin ra thì cái lượng USDT này nó sẽ tăng lên ha, và lúc đó thì chúng ta sẽ thấy những cái mức giá giảm hơn so với thị trường. Thì vừa qua em đã cập nhật nhanh chóng cho anh chị về những cái biện pháp để chị trading nè ở trong ngắn hạn và cũng như là những góc nhìn dài hạn cũng sẽ cập nhật ở trong ngày hôm nay. Và nếu ở trong những ngày tới mà nó có những cái
chuyển biến ra sao thì em sẽ tiếp tục cập nhật đến chị nhé. Thì trong video ngày hôm nay thì em xin phép được tạm dừng tại đây và sẽ cập nhật cho anh chị ở trong thời gian tới sớm thôi. Và nếu như anh chị thấy những cái nội dung này mang lại những cái giá trị để chị tham khảo được nè, an toàn hơn khi trading nè, và cũng như là đưa ra những cái chiến lược, những cái kế hoạch để anh chị đầu tư nó ok, nó thuận lợi hơn, thì anh chị đừng quên là hãy để lại nút like, nút đăng ký và kèm theo quả chuông ở bên cạnh nha anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.